Quý khách hàng đang muốn chơi trội cho không gian sống của mình thêm phần xa hoa và lộng lẫy thì đừng nên bỏ lỡ hai con siêu phẩm cực VIP cực đẹp bên cơ sở bên em ạ. Và đây đó chính là một sự kết hợp đầy hoàn hảo giữa một chiếc sập thờ mẫu vua sập thờ mai điểu và một chiếc sập ngồi mẫu thập điểu quần mai, tạo nên một không gian thờ cúng trang nghiêm, sang trọng và vô cùng ấm cúng các bác nhé. Chào mừng toàn thể các quý khách hàng đã đón xem video mới nhất của cơ sở sập đẹp Hướng Hương Nam Định giá tận gốc. Và trong video ngày hôm nay, cơ sở bên em sẽ lên sóng một đơn hàng của anh Thao tại Phú Thọ đã đặt tại bên cơ sở bên em một bộ sập thờ mẫu vua sập thờ mai điểu và một chiếc sập ngồi mẫu thập điểu quần mai các bác ạ. Và hai con sản phẩm này được cơ sở bên em làm hoàn toàn trên nền chất liệu gỗ quý và có giá trị nhất trên thị trường hiện nay, đó chính là dòng gỗ gụ Lào truyền thống các bác nhé. Và ngay bây giờ đây, xin mời các bác cùng với em Hương để đi chiêm ngưỡng hai con siêu phẩm cực VIP cực đẹp bên cơ sở bên em ạ. Và để thổi hồn vào hai bộ sản phẩm thêm phần sang trọng và đẳng cấp thì đều được nghệ nhân tại bên cơ sở bên em đục chạm thủ công trau chuốt tỉ mỉ đến từng đường nét các bác ạ. Và đặc biệt là phải được đục chạm thủ công bằng tay 100% thì mới có thể đục được kênh bông và truyền hồn như thế này các bác nhá. Mà không phải một cơ sở nào cũng có thể đục chạm được như thế này đâu ạ. Và đầu tiên đó chính là một chiếc sập mẫu thập điểu quần mai đang được cơ sở bên em xuất ra với mức giá tài chính là 30 triệu đồng cho kích thước là 1m80 x 2m20 các bác nhé. Phần dạ tiền được cơ sở bên em làm là dạ liền khối dày 10 phân, được đục chạm vô cùng kênh bông và sắc nét các bác ạ. Và với mẫu sập thập điểu quần mai này được cơ sở bên em đục chạm kênh bông lèo kép hai lớp, vì thế từng đường nét vô cùng là hài hòa, uyển chuyển và rất mềm dẻo các bác ạ. Phần dạ tiền được cơ sở bên em làm là dạ liền tấm, cổ liền. Phần chân đang được cơ sở bên em làm là chân vuông 24 phân. Tiếp đến là phần mặt đang được cơ sở bên em làm là mặt khuôn 10, ván 3cm các bác nhé. Và tất cả các phần mộng mẹo để làm nên một chiếc sập ngồi như thế này thì đều được cơ sở bên em làm là mộng chéo thủ công các bác ạ. Tiếp đến là về phần mặt sập thì hầu hết các đường chi tiết mộng đều được cơ sở bên em làm thủ công bằng tay và chi tiết mộng vô cùng là bén cháy, bén khít luôn đấy các bác nhá. Và tiếp đến đó chính là một chiếc sập thờ điểm nổi bật của một bộ của một phòng thờ, đó chính là một chiếc sập mẫu vua sập thờ mai điểu các bác nhá. Và với một chiếc sập thờ mẫu vua sập thờ này đang được cơ sở bên em làm là dạ liền khối dày 12 phân các bác nhá, trùng là 50 đến 51 phân. Phần chân của bàn đang được cơ sở bên em làm là chân vuông 26cm. Và với một bộ sản phẩm vua sập thờ mai điểu này thì đang được cơ sở bên em xuất ra với mức giá tài chính là 32 triệu đồng các bác ạ. Và để thổi hồn cho bộ sản phẩm thêm phần sang trọng và tinh xảo hơn thì phần dạ tiền và phần chân tiền được cơ sở bên em đục vô cùng là kỹ càng luôn đấy các bác ạ. Và đặc biệt là với bộ sản phẩm này phải được nghệ nhân tại làng nghề mộc cổ truyền La Xuyên Yên Ninh Ý Nam Định đục chạm nên các bác ạ. Và sau đây các bác cùng Uy Hương để đi chiêm ngưỡng cái phần dạ tiền được cơ sở bên em đục thủ công bằng tay 100%. Nó khác hẳn với những hàng đục máy sửa tay ở trên thị trường như thế nào các bác nhé. Thì ở phần dạ tiền đục tay này được cơ sở bên em đục với nhiều hoa văn hơn, nhiều chi tiết hơn. Và đặc biệt đó chính là mỗi chi tiết, mỗi đường nét chạm khắc vô cùng là trau chuốt và tỉ mỉ, tạo nên một kiệt tác, một giá trị để lại cho thế hệ con cháu gìn giữ. Các bác có thể nhìn thấy tất cả các sản phẩm, riêng cái dòng đục bên cơ sở bên em sẽ đầu tư rất nhiều để sản phẩm nổi bật hơn, đẹp hơn và độc đáo hơn các bác nhé. Và đặc biệt hơn nữa là với mẫu đục chạm khắc bằng tay này thì được cơ sở bên em chạm khắc với nhiều hoa văn hơn, nhiều chi tiết hơn, đó là một sự khác biệt. Và từng đường nét hoa văn đều được cơ sở bên em chòi móc kênh bông rất đẹp, rất đẳng cấp luôn đấy các bác ạ. Tiếp đến là phần chân của bàn đang được cơ sở bên em làm là vuông 26 phân. Chân được đục có hai chim các bác nhé. Và phía dưới cùng được cơ sở bên em đục gốc cây đào cằn cỗi già nua.
kèm theo là 3 quả đào tròn to phúc tràn đầy các bác nhé. Cực kỳ là sắc nét và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ luôn đấy các bác ạ. Và một chiếc sập thờ này thì được cơ sở bên em bổ là mộng chéo theo lối là mộng sập các bác ạ. Cực kỳ là chắc chắn và bệ vệ. Tiếp theo là phần cổ của bàn đang được cơ sở bên em làm là dày 5 phân, cực kỳ là dày dặn. Nó khác hẳn với những hàng dày 3 phân ở trên thị trường các bác nhé. Được đục chạm nổi kênh bông, móc rất sâu luôn đấy các bác ạ. Thì phần cổ bàn được cơ sở bên em đục với hình ảnh là gốc mai già hóa rồng và một chiếc cuốn thư ở giữa các bác ạ. Và phần vế ngang được cơ sở bên em đục là 2 đôi song long, rất đẹp và rất đẳng cấp. Và cuối cùng đó chính là đôi rồng trúc đang trầu nguyệt các bác nhé. Bên cạnh là có 2 con nghê.